tiếng cổ tay cho ngôi sao ca nhạc Tuấn Tú Bolero. Và bây giờ quý vị ai chưa có vé thì đón nhận giùm chúng em quý vị ơi, ở phía sau kìa. Rồi ai đem vé cho Ủ Bạch Khải luôn kìa mọi người ơi, Hương Quả nữa kìa. Châu Pha, Châu Pha ơi, Châu Pha, Pha biết biết không Pha? Đúng rồi, dòng loại này dòng loại. Rồi vòng lại vẫn là 10.000 đồng quý vị ơi, và ai chưa có vé đón nhận giùm em nha. Ai đâu có giấy tờ tập trung sáng thì mình mở thưởng luôn quý vị ơi. Dạ rồi quý vị ơi, và từ hồi nãy tới giờ thì trên sân khấu thì không thấy chị Lộ Lộ đâu hết. Xin thưa quý vị là chị Lộ Lộ đang chạy show ở bên ngoài gần ở đây. Khoảng chừng 10-15 phút nữa chị Lộ sẽ có mặt tại sân khấu và phục vụ cho cô chú chị mình nha quý vị ơi. Vé bên đây chốt cây quyên ương 4 vé luôn cho bà. Ủa cho dừa, 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 cái đầu, dừa. Kìa, vé cái giữa luôn người ơi. Rồi ai còn vé nè. Rồi vé bên cái chỗ Holy BBQ luôn. Còn ai còn vé không em ơi? Bên đây luôn kìa, đối diện luôn BBQ luôn. Quá trời luôn kìa, dưới kia nữa kìa, quầy T-Bone nữa kìa. Mấy em ơi ở dưới ai còn vé giơ tay giùm một cái báo tín hiệu nè. Lên hết trơn rồi. Rồi đợi em chút xíu, đợi em chút xíu. Tăng cường vé cho mọi người nha mọi người ơi. Quý vị ơi, vì khán giả rất là đông quý vị ha, nên chị mình tự bảo quản tư trang của mình nha quý vị nha. Đó để tránh có những người không được mát tay đụng vào mình quý vị nha quý vị. Và vòng loại này thì vòng loại cái vé màu hồng nhỏ đó quý vị vẫn là 10.000. Chúng em sổ cho vòng loại này. Và cái vé đặc biệt cô chú anh chị mình lúc nãy mua rồi á, mình cứ giữ lại đó đi chút xíu nữa. Chúng em sẽ bán thêm một vòng loại nữa cho quý vị mình cùng nhau dò. Tại vì lúc nãy có một vòng loại thôi cho cô chú anh chị mình ở dưới á, chưa có. Cho nên là một chút xíu nữa em phát động thêm một vòng nữa cho cô chú anh chị mình dò đầy đủ nha. Sao bây giờ mở thường tín hiệu đã có quý vị ơi. Số gì là con số gì là số gì đây con mười gì đã con mười gì đây con mười gì đã con mười gì đã con mười gì đã mười gì đây con mười gì đã con mười gì đã nghe dễ nghe dễ nghe mà em kể ra đây là cát mà loài tôm đã nhảy đập ngang sông vợ chồng anh tôm vô chùa lễ Phật là chú mà tôm tu sanh đẻ lu bù là nàng mà tôm chí nói năng mà tùy hứng là bác mà tôm he có của mà hay khoe vợ chồng thằng tôm bạc nói năng mà điều gạt là bác mà tôm hùm ở bụi mà ở lùm là nàng mà tôm lóng lùa vô chỗ trống lùa vô chỗ trống là cái bà đê đê ơi ồ bà đê đê là cái mặt con cá mặt quỷ đây là tôi tao bị luộc nhỏ vậy đó. Số gì là chưa có số, số gì là con mười gì là con mười gì là ta say trời đất cùng say ta say ta không nhớ bài này con mười bảy 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 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Rồi con số đầu tiên là con số 17 nha quý vị ơi. Cô chú anh chị mình ai mua vé sao gạch đưa giùm em con số 17 nha. Mấy gì ra số số luôn nha Nhi ơi. Mấy gì ra con 17 con 17 con 17 con 17 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Má sao má bỏ con gì má. Gì vậy ông nội? Đóng vai đi, đóng vai đi, nhập vai vô, nhập vai vô. Nhập vai. Má nè. Trời đất ơi. Tôi gồng bữa giờ đừng để tôi lộ bà Hằng Nga ra nữa. Không nha. Có là cũng vừa vừa thôi. Bể bể bóng. Bể bóng. Ủa anh bóng hồi nào giờ mà? Nhưng mà bữa nay mới bể. Ờ rồi sao? Má. Dạ thưa má, người ta bể từ cái bữa làm Hằng Nga rồi má. Bữa nay bể nặng hơn. Không có đàn ông nào mà kẻ lơ nơ gì đâu. Nó trả lời với ông anh tao đi. Má. Má. Không biết diễn, diễn đi. Nhỏ diễn dở sợ. Gì con? Không biết diễn thì bước ra diễn cho có với người ta. Cho có với kêu người ta. Kêu sao làm vậy? Cầm cái micro lên. Rồi kêu má đi. Kêu quán quân quán quân gì đó ca sĩ giấu mặt mà đúng không? Mùa 2 mà đúng không? Hùng Cường đó quý vị, quý vị về search YouTube ca sĩ giấu mặt mùa 2. Mùa 2 sẽ ra được tên của anh Hùng Cường. Dạ. Ca sĩ giấu mặt. Ê mày sợ chi ai lâu vậy mày sợ Hùng Cường nó ra luôn rồi. Ủa chị hả? Ừ. Dạ. Chị á chị. Chị em biết chị tham gia chương trình gì hay rồi. Tao biết rồi, tao biết rồi. Chị tham gia chương trình ca sĩ mất mặt đi. Hay lắm. Cái mặt gì hay lắm. Quyền má. Sao Hùng Cường rồi. Đó. Trả lời với bà tôi một nhân vật nổi tiếng trong cây du ký nữa nè, không nhớ sao. Tao sẽ thi một chương trình. Tao giết một người. Gì mất trời. Mạng
Chương trình gì thấy ghê vậy? Rồi bây giờ đưa cho anh Hùng Cường diễn nè, tập diễn đi anh. Giờ phải ra cái nét má giùm em nha, để em hát cái bài này. Má, má nè. Vì sao ngày xưa má bỏ con gì má? Má đi theo trai rồi con ơi. Vậy vậy giờ này má về đây làm gì nữa vậy má? Má về má kiếm ba mày. Ba con lên bàn thờ rồi má. Ổng lên hồi nào? Lâu rồi. Lâu rồi. Rồi bây giờ làm sao? Không, bây giờ gọi nhiêu đó thôi để hát nè. Má, kêu đi. Má nè. Không bắt tông được luôn á. Sao anh ơi, dặn làm giùm em bắt tông cô. Anh ơi. Thôi má hãy về với con mình đi. Ác độc. Anh út. Ông anh đàn ông chơi con rồi đó. Anh Út ơi, chị Lộ lại kêu anh Út ơi. Làm lại anh ơi. Thôi má hãy về với con mình đi. Qua đây với má. Thôi má đừng buồn tiếc thương má chi. Con sẽ ở lại đời sống bên ba cho chơi nói sầu. Ngày tháng phôi phan vì ngày xưa mà bỏ con mà đi. Má ơi về đi má ơi. Thôi nhé chính biệt từ đây 27 27 27 mấy gì ra. Kêu lại. Con 17 27 con 17 27 giò lá vé hồng. Vé hồng nhỏ mấy gì ra. Rồi cái gì đó hồi nãy em chưa thối tiền cho ai ạ? À? Cầu cầu chưa thối tiền cho anh chị nào mình giơ tay giùm em nha quý vị. Anh à. Rồi lấy vòng sao xuống thối cho nhanh. Rồi kêu đi anh. Mấy gì ra số gì đây con 10 gì đây 10 gì đây. Trong giây phút chia tay tiếng nguyện ghi lời thề. Từ xa nhau muôn dằm dài những có nhau hoạch trên quê hương yêu dấu. Ngại chê mất nhau. Còn 16 còn 16 còn 16 còn 16 cái này còn 16 số gì đây cái là số gì đây số gì ra. Số gì ra cái là số gì ra số gì ra cái nằm gì ra nằm gì ra nằm gì ra. Một trái tim khô một trái tim mà bánh kỳ. Trái tim đã nhiều lần trải trốn tình yêu. Suốt đời em vẫn mãi là người đến sau nên đành ôm sầu. Một mối tình cầm 55 55 cái 55 55 mấy gì đây ba gì đây con ba gì đây. Ba gì đây con ba gì già. Đừng nuôi giang tay nổi hài biên xa. Ta đi nhộng sẽ lớn mai để nói sương hà. Mang đất bao la anh em ta về. Gặp nhau mừng như bao cát quê cuồng rơi đồng. Bàn tay ta nắm nôi trong một dòng Việt Nam. 38 38 còn 38 38 38 xuôi về đây ba về đây ba về đây. Hơn một tứ xuôi về quê cô dấu thân nơi nhà hồn. Mong tâm hơi thôi đừng thương tiếc nữa cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ duyên một câu hứa khác sao ta trọn đời. Còn gì nữa thôi đừng thương để một mình đơn côi. 31 ơi 31 31 ba mươi mốt ba mươi mốt mấy gì ra mấy gì ra con cờ gì ra cờ gì ra mấy gì ra đây quả ơi mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra trên tình thế tim hót mời em đi giữa mùa xuân vậy hả tao bạn thân lấp lánh mời em đi ra tận nhà nè đem bông dây đá cầu nhảy cho tắm đi chốt tim hồi hấp dẫn thật mà nhưng mà em không dám đâu sao dạ không dám đâu em còn phải học bài thôi mà không dám đâu em còn phải làm bài chơi đi mà tao khó ghê mai mình phải ôn bài quỷ cái chơi đi mà không dám đâu không dám đâu sao dạ anh ơi tắt nhà không chơi đâu tại sao mày không nói đi chơi chơi tại sao đá bóng với đá cầu đâu mà rồi chơi trên nam tính không à
chứ muốn chơi gì cho nó nữ tính nè. Em chơi bắt cược nha. Đó anh bắt được em. Đó. Đó anh bắt được em á. Ôi trời. Đúng anh bắt được em á hả? Dạ anh. Thôi, đó anh rồi. Đạt. Anh đó Đạt. Ừ được rồi, tao kêu công đó, an bắt mày. Được em. Tao kêu công an bắt mày nè. Đó anh bắt được em á. Tao bắt mày nè. Tao bắt mày nè. Ê con hơi đắt buông ra. Ai giỡn mày. Đó anh bắt được em á. Thôi thôi thôi, anh bắt em này. Anh bắt em. Ôi ôi, vậy mà không đòi chơi đồ chơi nam tính. Mày nha, vừa lừa cha dối mẹ. Có ba mẹ tao ngồi dưới đó. Ôi vậy hả, con xin lỗi hai bác nha. Đâu chồng đây? Con là ba mẹ. Ê, nói nghe nè. Thương. Mày biết sao mà tao với mày yêu nhau tới giờ này không cưới nhau được không? Sao vậy? Quá hồi nát. Thôi mà, yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Mấy sông cũng lội. Chứ không phải hai đứa là boss hết hả? Chị. Trời ơi. Chị nói vậy là chị sỉ nhục em đó. Nhưng mà thiệt sự là hai đứa em là boss. Cái gì vậy má? Cho một cái hai đứa top thì công nhận. Nhưng mà thì nào ta nhắc hai đứa mới lên top. Mày lặt lại được không? Mày lặt lại được không? Tôi lặt được không? Lặt kèo luôn. Lặt nhanh. Lặt luôn. 2, 3. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Xin dừng chân ghế quán em. Em đây bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tình duyên. 40 quyên. Quyên 40 là tâm vé. Cờ hơn xích lô xin dừng chân. Quả ơi. Quả. Ông nội đang khóc ở nhà kìa. Sao quý vị ơi, và vừa qua và con số 40 vừa qua có những vị khách thân thương đoạt giải nha quý vị nha. Và quý vị mình khoan gạch bỏ tờ là vé trên tay của mình nha. Rồi tránh tình trạng kinh xa kinh lộ, mình cùng dò số lại luôn. Rồi nhanh chân luôn đi mấy anh chị ơi. Rồi lên đây giùm em đi, ai kinh đâu ạ. Hai con quỷ nó nói cái gì mà top top bót là cái gì vậy? Thiệt á, khó chịu dữ thật. Rồi mới có 7 con banh thôi. Dạ ai đoạt giải nhanh chân tiến về sân khấu giùm em. Một vài dòng loại nữa tụi em sẽ bán dòng loại 50.000 đồng tặng phẩm là một chiếc iPhone. Còn dòng loại này vẫn là con gấu lớn to chà bả nái. Đâu rồi ai đâu à? Rồi rồi anh trai, trời đất ơi, áo màu xanh hy vọng luôn. Rồi em đợi chị xíu nha. Rồi kêu xe lưng ký hiệu dòng loại 1, 2, 40. Đúng dòng loại ký hiệu luôn. 40. 40 vừa mới cái qua có 1. 38. 38 2. 55. 55 3. Mày hả bưởi 17. Mày hả bưởi con 17. Rồi chủ nhân thứ hai. Rồi chúc mừng em luôn. Đúng dòng loại ký hiệu là 1, 2, 3, 9. 40. 40 có 1. 55. 55 2. 38 17. 38 17 34. Còn ai nữa không quý vị ơi? Để đem lên nha anh, đem lên nha anh. Cái gì vậy bên đó, quơ quơ cái gì vậy? Lên nha anh ơi, lên nha anh. Còn không? Để em kêu xe cậu, cậu anh lên nha. Lên nè. Chồng em từ từ. Rồi còn ai nữa không quý vị ơi? Rồi chỉ có 3 người thôi đúng không ạ? Dạ. Rồi lên, lên em, lên em. Dạ rồi, trong thời gian mình chờ đợi vị khán giả bước lên sân khấu để nhận giải thì em nhắc luôn là những tờ lá vé nãy giờ quý vị mua rồi đó mà không có trúng giải, những dòng loại vừa qua rồi đó, quý vị lật lại mặt sau, ghi họ, ghi rõ họ tên của mình nè, số điện thoại lại để chút thiếu nữa. Mình bỏ hết tất cả vô thùng thăm, mình chọn ra, mình chọn chọn lên, mình chọn ra được một con gấu bông lớn nữa nha quý vị nha. Ở gần cuối chương trình chúng tôi sẽ thu hồi tất cả những lá vé đó lại để đảm bảo vệ sinh môi trường nha quý vị. Rồi, nha. Rồi, giờ số luôn. Rồi. Cái dòng loại là ký hiệu 1237 rồi 40. Rồi, 40 có 1. 17. 17 mày hả bưởi 2. 38 55. 38 55 34. Rồi chủ nhân thứ tư 1236 đúng là luôn. Y cũ luôn 17 38 40 55. Rồi bốn con đã đủ. Rồi bốn người. Rồi quay số luôn. Rồi a sẽ là chủ nhân may mắn nha quý vị nha. Rồi bắt đầu mở la rồi. Em này 58 33 32 36 rồi em trai về đặt giải nha. Rồi chúc mừng em. Rồi quý vị ơi, ngay từ bây giờ các người đẹp chúng em đang tràn xuống dưới phục vụ.